Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Sáng ngày 6 tháng 10, tại công viên khu đô thị Lê Park by Kamuda, Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra chương trình 5.000 bước chân hạnh phúc, ngày hội đi bộ vì bệnh nhân ung thư Việt Nam. Đây là chương trình tiếp nối diễn đàn Bệnh nhân ung thư Việt Nam 2017 và 2018. Năm nay, dự án SCI phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cùng tổ chức. Qua 2 năm tổ chức thành công, sự kiện thường niên của dự án Sáng kiến ung thư muối đã thực sự trở thành tâm điểm, được nhiều sự quan tâm của giới y học ung thư nói riêng và cộng đồng tổ chức doanh nghiệp đồng hành cùng bệnh nhân ung thư Việt Nam nói chung. SCI thì năm nay đã là năm thứ 3 bọn mình tổ chức những cái sự kiện thường niên của SCI. Thì 2 năm trước thì SCI sẽ tổ chức những sự kiện liên quan đến là diễn đàn bệnh nhân ung thư, nên mà bệnh nhân ung thư sẽ là những người tham gia chính. Còn năm nay thì bọn mình quyết định là sẽ tổ chức một cái ngày hội đi bộ dành cho bệnh nhân ung thư, nơi không chỉ có bệnh nhân ung thư là người tham gia mà có cả người nhà, người thân, những cộng đồng, những người quan tâm muốn đồng hành chia sẻ cùng họ có thể tham gia. Và mình nghĩ rằng là khi mọi người cùng nhau đồng hành nhau trên một chặng đường thì và có cái sự ủng hộ lẫn nhau thì khi đó tinh thần của người sẽ tích cực hơn, nó sẽ tạo ra một cái không gian chia sẻ cho mọi người khi cùng đến đây và cùng có một sân chơi như thế này. Chương trình nhằm tạo nên không gian chia sẻ của bệnh nhân, người thân và những cá nhân, tổ chức quan tâm đến căn bệnh ung thư, từ đó truyền cảm hứng và nhấn mạnh thông điệp: bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình. Ngoài ra, chương trình còn nhằm truyền cảm hứng, khích lệ vận động thể thao và tâm lý tích cực cho các bệnh nhân ung thư. Mình là một bệnh nhân ung thư 14 năm rồi và mình tham gia rất nhiều các chương trình thể thao và mình muốn nhiều người biết đến những cái chương trình ý nghĩa như này để giúp cộng đồng, để nâng cao ý thức về sức khỏe, để chiến đấu với tất cả các loại bệnh tật và để phòng chống, tức là gọi là tự ý thức bản thân chăm sóc sức khỏe của mình ạ. Vâng. Năm nay sự kiện đã thu hút tham gia của hơn 1.000 người với nhiều lứa tuổi khác nhau đến từ nhiều nơi trên đất nước. Tất cả mọi người tham gia chương trình đều mong muốn chia sẻ, giúp đỡ các bệnh nhân ung thư vượt lên khó khăn. Qua sự kiện này, những bệnh nhân ung thư cũng cảm nhận được sự chia sẻ của cộng đồng dành cho mình rằng cuộc chiến ung thư không hề của riêng ai mà đây là cả của xã hội. Qua đó cũng muốn lan truyền và nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho mọi người. Bạn đang xem Người Đưa Tin TV.